Nhớ được phải nai. Lút phụt lưng lơ. Các ông kiên sợ câu chuyện cho mình nghe thằng ấy hay hết. Lút 18, 19 lâm lút phụt. À có nhớ cái câu này nó nói giọng hay lắm. Đấy ăn này nhiều đấy. Chân cho nó nhàn. Chân 5 con chó thì ba anh em nào có lúc nhận đầu chân mất thời gian cân. Cái 5 con chó làm trước đây tiếng đồng hồ. Nhanh mà nhỉ. Mấy chỗ này bỏ nhiều bữa hết thì thịt hết. Đã xương hết rồi. Thêm nước thì sôi ra. Sôi hết rồi, nước cứ thế nào thôi. Không sôi nhưng 95-99 độ rồi. Lồn. Thôi, anh hưởng thế, anh bảo hộ anh đấy. Làm cái gì? Nếu quay tập trung đây chị áo trắng thế này. Kiểu như kiểu người
chiên miếng luôn hả anh? Chiên món. Cái này để làm gì anh? Chiên món. Để hấp ra để làm gì? Hấp. Chiên món. Đấy, rượu mà. Đấy, nước, riêng hết. Con cơ thể con người, người đàn bà. Chỗ này để cho con, chỗ này để cho chồng, chỗ này để cho hàng xóm này. Phân tích. Nhiều khi mình làm cái câu bin để khuê hài nhưng có những câu để ta làm để xem người ta cảm nhận thấy dễ nghe hả? Và dễ nhớ có những tiểu tốt thì đấy, đó những người đàn bà sáng ngủ dậy phải tiền tốt ra đường vì qua hôm qua là về sóng gió bụi bặm cơ thể nó không còn được cơ cường chạy nữa. Con chó.